sao khúc ngoài kia nhỏ vậy ta? Bữa hôm nay nó giải tỏa không được gì đó. Chú Tăng không? Anh Tăng nói mình chịu. Chiến dịch ghẻ nữa nè, cỏ tới thời cỏ nè, gặp nó có 18.000 chục mà chạy.
Bán đường có cứng sao đâu, không có bán đường mà.